Nốt ruồi ở bụng là một trong những vị trí quan trọng mà các nhà nhân tướng học có thể dễ dàng xem xét và đưa ra những ý nghĩa nhất định. Theo đó, để xem tướng nốt ruồi, chúng ta có thể dễ dàng xem xét những điều cần chú ý dưới đây. Nốt ruồi trên bụng có ý nghĩa thế nào? Theo các nhà khoa học, sự hiện diện của nốt ruồi trên da như đen, đỏ thường xuất hiện ở các vùng khác nhau trên cơ thể. Sự hiện diện của nó chính là những chấm nhỏ, tập trung các yếu tố khác làm tăng sắc tố da từ bên trong, gây ảnh hưởng đến tế bào da. Mặc dù không có ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng nốt ruồi hiện diện ở những vị trí khác nhau trên cơ thể làm tác động đến thẩm mỹ. Và theo đó, mỗi vị trí nốt ruồi sẽ có những đặc điểm nhận dạng riêng và mang ý nghĩa khác nhau. Đa phần những người có nốt ruồi trên bụng thường sẽ có tính cách nhẹ nhàng, ôn hòa. Thế nhưng, dựa trên các vị trí và cơ thể của mỗi người mà sẽ có những đặc điểm nhận dạng khác nhau. Nốt ruồi ở bụng nam và nữ mang ý nghĩa như thế nào? Như đã chia sẻ, các đặc điểm nhận dạng nốt ruồi ở nam và nữ sẽ có những đặc điểm riêng. Theo đó, dựa theo ý nghĩa của từng trường hợp mà chúng ta có thể lựa chọn cho mình công nghệ phù hợp. Ý nghĩa nốt ruồi ở bụng nữ giới. Đa phần những ai sở hữu nốt ruồi ở bụng đều có cuộc sống may mắn. Với nữ giới có nốt ruồi son màu đỏ sẽ sinh được quý tử, đồng thời có được tiền tài, được quý nhân hỗ trợ. Thông thường, những nữ nhân này sẽ thuộc kiểu kiếm tiền giỏi, có công danh rộng mở. Thế nhưng phụ nữ những trường hợp này sẽ có chút ngang bướng trong tính cách. Với những ai có nốt ruồi vùng eo trái, thông thường nữ giới sở hữu được nốt ruồi này sẽ dễ dàng đoán được tính cách con cái mình sinh ra. Nốt ruồi bên eo trái sẽ giúp bạn sinh được con gái xinh đẹp và giỏi giang. Và ngược lại bên eo phải sẽ có được cậu con trai kháu khỉnh. Điểm chung của nữ giới sở hữu nốt ruồi vùng eo trái chính là có cái đầu lạnh, suy nghĩ thấu đáo, có tầm nhìn, công việc kinh doanh thành công và phát đạt. Tuy nhiên, về phương diện tình cảm có những thiệt thòi và ảnh hưởng không như ý. Nốt ruồi dưới bụng. Với những ai sở hữu nốt ruồi phần bụng sẽ có được sức khỏe tốt, không xuất hiện đau ốm nhiều, thuộc kiểu người sống thọ. Về tính cách, những người này thường có tính hào sảng, thích giúp đỡ những người khác và luôn nhiệt tình trong công việc. Nốt ruồi trên bụng nam giới. Với nam giới, nốt ruồi có mang những ý nghĩa nhất định. Tùy vị trí và màu sắc nốt ruồi mà ý nghĩa chúng sẽ khác nhau. Những ai may mắn sở hữu nốt ruồi son ở bụng sẽ có may mắn, tài lộc. Nam giới khi sở hữu nốt ruồi này thường có đường tình duyên thuận lợi. Thế nhưng, với những ai xung quanh có lông mọc thẳng ở phần nốt ruồi son thì tính ngang bướng, cố chấp. Do đó, trong những mối quan hệ xung quanh thường sẽ thiệt thòi trong việc ứng xử. Tính cách bốc đồng. Nốt ruồi ở bụng phải của nam giới thường là những người biết tính toán thế nhưng thường xuyên chi li quá mức. Mặc dù được hưởng sung sướng từ nhỏ nhưng những người này thường muốn thoát ra khỏi vùng an toàn, thích khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Về tình cảm, đàn ông có nốt ruồi ở bụng thường sẽ không gặp may mắn trong hôn nhân, mặc dù có những mối tình sâu đậm nhưng hay bị rắc rối và không có được sự thuận lợi. Mỗi vị trí nốt ruồi ở bụng sẽ có những ý nghĩa nhất định. Với những ai không muốn sở hữu nốt ruồi, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng những phương pháp xóa bỏ để thay đổi.